Rồi. TV nó bị trắng màn, đen trắng. À, đây gì đúng không? Đây, đang khởi động lại. Quay mặt ở đây thế nào? Màn của Đây. Đây tôi cho hiện đi. Đây, đèn trắng này. ADG. ADG. Đấy, ADG. 04 1 3. Đây nó vào cái bảng này. Xuống cái dòng thứ hai nhé. Đấy. Trước khi mà mình chỉnh cái mã màn đúng không? Mã màn đây hoặc là đây thì bây giờ mình sẽ kéo xuống cái mã thứ ba, thứ tư đi. Đấy, xong rồi sang bên phải, cứ sang hết một lượt đi. Đấy, từ từ từ, quay lại chậm chậm thôi. Quay lại đầu đi. Đúng không? Cái mã LGD này tức là 197070, tiếp tục sang bên kia một cái. Xong mình dò mã, dò hai cái khớp nhau đấy. Đấy, tiếp đi. Đấy, sáp là màn sáp là BOE, từ từ chậm thôi. Sáp rồi. Sang bên kia BOE. Sang Scott đi. Sang tiếp đi. Inilus này. LGM tiếp đi. ODM tiếp. BOE tiếp. Tiếp đi. Đấy, tiếp. Tiếp luôn. Tiếp đi. Nữa. Đấy, tức là đây là tất cả những cái mã anh em ơi, nếu mà các bạn mà muốn thử từng cái mã một thì các bạn cứ bấm các cái số này ra này. Nó sẽ ra cái mã này. Đúng không ạ? Còn cái con này bị đen trắng này. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang tiếp tục vẫn là màn LG, con này đang chạy màn LG, nhưng mà màn LG loại khác, chuyển đi. Chuyển tiếp đi. Tiếp. Tiếp nữa. Đây, cũng là màn LG nhưng mà lúc này là LGDM. Rồi bây giờ mình nhấn OK. OK này, xong rồi tắt đi. Tắt nguồn. Bật lại đi. Đấy, lên màu đẹp đúng không? Đây là các cái mã ở trên cái con này cho nên mai, ví dụ như là chẳng may mà không biết mã nào thì mình cứ chọn lần lượt từng mã một đúng không? Để bao. Khởi động hơi lâu ấy. Mai mình thử trên cái con kia rồi. Được rồi, được rồi. Bây giờ tiếp tục mình vào lại đi. Vào lại. ADG 0413. Nếu nó hiện cái đấy. Đấy, cái ô đầu tiên này, cái dòng đầu tiên này này. Đấy, cái tên là test màn hình này, ấn vào đi. Đấy. Chúng ta test đi, thử đi. Đấy, màu trắng này. Màu đỏ này. Màu xanh này. Màu xanh dương này. Tiếp. Màu đen. Tiếp. Đấy. Gray, red thì các kiểu. Đây là test để xem là màn hình của mình có điểm chết điểm trước gì không nhé. Đấy, đây là trở về trạng thái ban đầu. Rồi trở về đi. Tiếp tục này. Đây chúng ta có thêm một số cái hàng nữa đó. Cái hàng này là chỉnh mã đèn rồi, đúng không? Cái hàng số 5 này là chỉnh ấy à? Chỉnh mirror. Chỉnh ngược hình đúng không? Được hình ấn vào đây. Đấy, các bạn tìm cái cụm từ mà mirror này, mirror mode này. Đấy, chuyển sang cái là nó ngược hình mất. Đúng không? Đấy. Khi các bạn nhìn này, các bạn chuyển thay đổi bất kỳ cái giá trị gì trên này thì các bạn nhìn thấy trên này cũng thể thay đổi theo. Nó là 4161 không? Khi mình chuyển up đi. Up thì có nghĩa là này nó là số 65. Các bạn có thể chỉnh ngay tại trên này cũng được, lên trên đi. Đấy, anh em chỉnh đây. Ấn vào đây OK cái. Đấy, các bạn thấy không? Ấn vào đây các bạn có thể chỉnh theo cái đúng cái mã đấy là nó sẽ ra được cái chỗ này, các cái thông số trên này nha. Chỉnh mã trở lại đi. Đấy. Trên đây là rất nhiều các cái chỉnh này, đây là chỉnh liên quan đến wifi này. Đấy.
Đây là chỉnh liên quan đến cân bằng trắng này. Nếu mà các bạn chỉnh vào đây là nó sẽ chỉnh được từng màu đỏ, lục, lam. Ví dụ con này của mình nó hơi xám chẳng hạn, à hơi hơi màu xanh chẳng hạn, nó lỗi màn nó hơi màu xanh. Mình có thể vào đây mình chỉnh này để cho nó màn lại trở lại đẹp như bình thường. Đó, cân bằng trắng. Nếu mà bạn nào làm TV CRT ngày xưa sẽ biết. Nha. Hoặc là nhiều con nó hơi màu đỏ, hơi đỏ thì mình vẫn có thể chỉnh lại được. Nhiều con nó chỉnh nó vẫn đẹp như bình thường, người ta không phát hiện ra luôn. Nhưng mà thực ra là màn nó đã kém rồi. Rồi, như vậy là xong nhé. Chúc các bạn làm thành công. Ngủ thế này em.